Cái này cái nu bồ công này nha các bạn, nu bồ công nhưng mà ít nu một chút, khúc trên này trước nó nu dữ lắm mà cắt xuống tới gốc nó còn có nu lần cận. Cái này là có nuôi rồi nha các bạn, theo thùng nó liền nhưng mà sẹo ngọn chưa có liền đâu, sẹo ngọn còn gỗ chắc. Cái này hoành sát gốc chắc hơn 30 rồi, khoảng 32 33. Cái này đường cái nó già cây, cây già cây khai thác tự nhiên về tán đầu đinh xuống. Cây này vậy bạn vô form thêm một xíu nữa chơi giải trí, nói chung cây này chơi giải trí thôi chứ, nhưng mà đế là nó ra mịn hết rồi nè, mình nuôi đế này nó ra nhuyễn nhuyễn nhuyễn, mốt cái này các bạn lắp lại là mốt nó ra đế đều hết luôn nha bạn. Rồi mình tàn xương thúc đế vô giờ ra mịn lại đó không. Cây này chiều cao nó một chiều cao tới đây là khoảng 25 mà còn tới chốc ngọn này khoảng 28 nè. Cây này nếu thành phẩm là khoảng 30, chốc ngọn khoảng 30-32, tùy muốn làm cao hay làm thấp thôi. Nếu mà là mình làm khoảng 30-32 thôi, cắt vô liền luôn nha bạn. Cái này mới nuôi được năm, nuôi được năm mà rễ nó ra quá trời các bạn. Mang thủy nó cũng dễ làm đế lắm, không có cần phải làm gì cao siêu đâu. Mình số cây đế được được mình thúc đế vô rồi mình nuôi khoảng vài năm là nó đế nó đều bân à. Đây mình thấy quy trình làm của ông kia nha. Vậy á, từ khi cây nào đế yếu quá rồi mới dắt ngó thôi, còn bình thường là ổng sẽ làm đế tự nhiên 100% luôn, ổng thúc đế vô rồi ổng sắp đế, ổng sắp nhiều lần là đế gần như 100% rễ thiệt á, chứ không phải cây chúng phải dắt ngó nha bạn. Còn số cây một số anh em nuôi theo kiểu dắt ngó, anh em nuôi nuôi theo kiểu dắt ngó, còn mình thấy ông kia ổng nuôi là đế coi như gần như 100%, chỗ nào mà chỉ giống như không dắt không ra rễ nổi ông mới dắt nó thôi, còn như đa phần cây của ông là đế gần như 100% hết, trăm là đế đế trăm là 100% là đế thiệt đó nha bạn, đế chứ không phải dắt nó. Tại mỗi người mỗi cách làm, không ai giống ai hết. Cây này bán này bán cũng rẻ mà, giá sinh viên mua chơi giải trí, hồi xưa mình nuôi hết năm mà mua cái phôi đi xíu nữa, ống thùng xốp gửi nữa, nuôi bồ công nha các bạn.